Xin chào anh chị, bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số 5 mệnh dương lịch 21 tháng 11 năm 981 âm lịch 25 tháng 10 năm Tân Dậu, giờ là giờ Thìn. Thân cư tài Bạch, năm Xem 2022, năm Nhâm Dần tuổi 42. Hai năm cuối cùng của đại vận ở cung Tử Tức từ 34 đến 43, chỉ còn một năm nữa là hết cái đại vận này thôi. Đại vận trước thì cơ bản nó còn ổn định, chứ sang cái đại vận sau là đổ bể vỡ nợ phá sản. Là cái đại vận tướng gặp không, gặp kiếp, gặp cô quả, gặp hỏa. Thiên mã ngũ hành có thuộc mộc mà cùng ngũ hành với bản mệnh thì nói chung là cũng không ăn thua, cũng có năng lực, cũng có ý chí, cũng có sự kiên trì, nhưng mà không thể gánh nổi cái đại vận này. Những người đái ấn triệt hồi, thiên tướng địa kiếp đứng ngồi một bên, những người đái ấn triệt hồi địa không địa kiếp đứng ngồi một bên, cái đại vận này là đại vận vỡ nợ phá sản thất bại. Đại vận này là đại vận gì? Cáo quan cáo ấn về quê. Thế nên là nếu nói về mặt kinh doanh buôn bán là đổ bể vỡ nợ phá sản thất bại, là cái đại vận 44 này rất xấu. Sang cái đại vận 5 năm thì nói chung là nó còn có tí rực rỡ, nhưng mà cái độ rủi ro nó khá là cao do cái đại vận thiên không. Mà cái đại vận tốt tốt thì nó ở cái đại vận 24 rồi, muộn muộn nó vào 64. Đấy, những cái đại vận quan trọng đầu 3, đầu 4, đầu năm thì nó đa phần là, đặc biệt là cái đại vận này độ rủi ro rất cao. Đại vận này thì cái hơi hướng của nó là còn trước khi rủi ro là nó còn rất là vượng về mặt công danh, vượng về mặt tài lộc. Tiếp theo là Tân Dậu, Tân Dậu tuổi âm mệnh đóng tại cung Mùi là cung âm, như vậy âm dương thuận lý, đắc thiên đắc địa đắc nhân. Đấy, âm phù dương trợ, nhưng mà đối với lá số này cũng là gian nan vất vả, kết cục cũng là bạo phát bạo tàn. Mệnh không thân kiếp. Tiếp theo là gì? Cục khắc mệnh cung Thiên Di, Vũ Tham, Tả Hữu, Thai, Tọa, Long, Phượng, Cái, Sinh, Mộ, Vượng, Ân Quang, Thiên Quý. Thiên Di ra ngoài vô cùng cát lành, may mắn, hanh thông, thuận lợi, quý nhân trợ giúp, là cung Thiên Di có một chút trục trặc nhưng không đáng ngại. Đấy, mệnh rồi tiếp theo là thân cư tài bạch, con người rất là thực tế, rất là thực dụng ở trong xã hội. Đấy, thân cư tài bạch, mệnh không thân kiếp mà thân cư tài bạch như thế này là dám làm những cái điều mà người khác không dám làm rất liều, vô cùng táo bạo, vô cùng liều lĩnh, bất chấp. Đấy là cái tổ hợp mệnh không thân kiếp, và tất nhiên là cái sẽ có lúc được rồi cuối cùng cũng mất, và cái đại vận 44 là đại vận bỏ đi rồi, vứt đi rồi, không ăn thua gì cả. 84 này, 94 này, 104 này, 104 này, 114 này. Rồi mời anh chị vào cung mệnh đi. Mệnh là một vô chính diệu, kết cục là tướng phủ triều viên, đắc là đắc 20, ôm là ôm vòng tang tuế điếu. Thiên mã ngũ hành là thuộc mộc, phù hợp với mệnh mộc. Mệnh vô chính diệu thì khôn ngoan, sắc sảo, thông minh. Đấy, học nhanh hiểu rộng, học một biết 10 là cái mệnh vô chính diệu. Quá khôn ngoan, quá sắc sảo, quá thông minh là mà cái mệnh vô chính diệu. Mệnh vô chính diệu thì bé là sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Mệnh vô chính diệu thì tốt nhất là không nên làm chủ. Chủ là ở đây là chủ lớn anh chị nhá, chứ không phải là chủ nhỏ. Tiếp theo mệnh mệnh này có vòng tang tuế điếu mà là có cái sao thiên mã, thì nó chủ về con người năng động, nhanh nhẹn, tháo vát, ý chí, nghị lực nó đầy đủ cả. Chỉ có điều là nó chủ về vất vả, gian nan, khổ sở đối với cái tổ hợp lá số này. Và cuối cùng sang cái đại vận 44 thì cũng là cái đại vận, nói chung là có cố gắng đến đâu cố gắng cuối cùng vẫn là cái đại vận thua thiệt, đại vận thất bại, là cái đại vận 44. Rồi mệnh có thanh long thì con người là phương phi, cốt cách tú khí, mặt mũi sáng sủa đẹp, là cái sao thanh long. Đi với địa không địa kiếp thì hơi nóng tính, hơi cục tính, liều tính, gan dạ, liều lĩnh, hung bạo, là cái sao địa không địa kiếp. Tư tưởng nó độc dị lạ thường, chả giống ai cả, là địa không địa kiếp. Cô thần quả tú thì hơi cô đơn, chịu đựng được cô đơn, làm về nghiên cứu cũng đắc cách. Tiếp theo điếu khách thì thuộc về ăn chơi, điếu khách thì ngoại giao tốt, điếu khách thì hay nói, điếu khách chủ về ăn chơi, điếu khách cờ bạc rong chơi ra gần. Lá số này là không kiếp, đi với điếu là có thiên phủ, như vậy là cái nguồn tiền tài nếu mà có là bắt đầu nó để vào ăn chơi cũng khá là nhiều đối với cái lá số này. Điếu khách là đi với sao thai thì quả thực là tiền tài nói chung đến rồi, đi lý do đi là vì ăn chơi. Đấy, tiếp theo là mệnh vô chính diệu thì lại phải xét cung Thiên Di. Cung Thiên Di là gì? Vũ khúc tham lang. Thiên Di vũ khúc tham lang gặp tuần, mệnh này đắc là đắc 20, nhưng mà không ổn, vẫn là bị phá cách. Đấy, địa không mệnh vô chính diệu sát tinh thủ mệnh kể cũng là cái tốt, nhưng mà nó phải đắc địa và nó phải phù hợp với mệnh cách, nhưng mà dù sao không kiếp cũng như là sát tinh đắc địa, cách cục của nó vẫn là bạo phát bạo tàn. Rồi tiếp theo vũ khúc tham lang thì ra ngoài là nhìn thấy các cái cơ hội kinh doanh buôn bán để làm giàu, là cái tổ hợp sau vũ khúc tham lang. Tiếp theo vũ khúc là ra ngoài kêu gọi vận động tài chính tốt, nhưng mà có tài chính rồi là rất dễ đi vào cái chuyện tiêu pha ba lăng nhăng này, ăn chơi này. Đấy, vũ khúc này, tham lang tham vọng lớn này, tham lang là đào hoa, tham lang thì ăn chơi này, lại đi với điếu khách, đi với thiên phủ, đi với không kiếp như này rất dễ sang ăn chơi. Tiếp theo ra ngoài có tả phù ưu bật thì quý nhân trợ giúp, quý nhân nâng đỡ, có quân có quyền, có người giới trợ giúp, và bản thân là số này cũng tương đối tài năng chứ không kém cỏi gì cả. Tiếp theo là gì? Tam thai bát tọa, ra ngoài hành thông thuận lợi, long chỉ phượng các hoa cái thì ra ngoài là thiên di hoa cái hỷ thần, thiên di phụ bật quý nhân như vì, ra ngoài rất rất nhiều quý nhân,
Long Chỉ Phượng Các ra ngoài là cũng là dạng cao sang, cũng lắm là nhiều người vị nể. Sinh Mộ Vượng ra ngoài rất là tốt, Ân Quang Thiên Quý Phật Độ Trời Che, cơ bản cung Thiên Di rất là tốt. Thiên Di Nhật Nguyệt Giáp Đôi Nhất Sinh Xuất Ngoại Nhiều Nơi Thế Thần, tức là được đi ra vào nơi cửa quan, cửa quyền, cửa quý. Thiên Di mà giáp âm giáp dương thì có thể kinh doanh buôn bán liên quan đến xuất nhập khẩu, liên quan đến người nước ngoài. Là cái Thiên Di mà có âm dương sáng. Cái bộ âm dương này là mặt trăng mặt trời, tượng là mặt trăng ban ngày thì mặt trời soi đường chỉ lối, ban đêm thì có mặt trăng chiếu sáng. Đấy, thế nên cung lá số này lập thân lập nghiệp ở phương xa là đắc cách, còn nếu lập thân lập nghiệp ở quê nhà thì nói chung là không ổn, cung Phúc Đức là liêm chính phá quân rủi ro khá là cao. Đấy, cung Thiên Di này. Tiếp theo là cung quan lộc thiên phủ tốt, thiên phủ nắm giữ về tài chính, quản lý về tài chính, kế toán ngân hàng, bất động sản, đất đai, điền trạch, khoáng sản các thứ thuộc về đất đai, xây dựng nhà cửa, xây dựng cầu cống đường xá là cái sao thiên phủ. Đi vì thiên mã, quan lộc mà có thiên mã thì nay đây mai đó, chả bao giờ là ở yên được một chỗ, là cái sao thiên mã ở cung quan lộc. Năng động nhanh nhẹn tháo vát, có ý chí có nghị lực là cái sao thiên mã ở cung quan lộc. Tiếp theo hỏa tinh thì hấp tấp vội vàng nóng nảy, nhiều khi giận quá mất khôn, gây ảnh hưởng không tốt đến công việc. Cô thần quả tú thì có thể khả năng làm việc độc lập, làm trong một mình một phòng ban được. Phục binh ở đây thì cẩn thận bị người ta lừa trong công việc, ta muốn phải khổ hay lo âu hay suy nghĩ hay buồn phiền ở trong cung quan lộc. Cung quan lộc cơ bản là nhìn bản cung thì tạm ổn, nhưng mà tam phương từ chính chiếu về lại không kiếp ở đây, như vậy là cung quan lộc này tiền tài khi có nhiều độ rủi ro rất cao, dễ bị cướp đoạt, dễ bị mất mát là cái cung quan lộc này. Tiếp theo cung tài bạch thân cư thiên tướng, thiên tướng hóa khí là ấn chủ công danh, làm về những ngành nghề liên quan quản lý hành chính nhân sự là đắc cách nhất, nhưng mà tướng hãm thì công danh nó không được vượng, kiếm tiền nó không được hanh thông thuận lợi, may mắn rực rỡ cho lắm. Đi với địa không địa kiếp thì có bao nhiêu là mất bấy nhiêu, cuối cùng là cũng mất thôi, cũng chả còn bao nhiêu. Phi liêm nó chủ về có rồi lại mất, lưu hà cũng như vậy. Tuế phá nói chung là bất mãn, không hài lòng với cái tiền tài mình kiếm được, khốc hư là buồn phiền. Cung tài bạch này nói chung cơ bản bất ổn. Tài bạch thiên tướng quản lý hành chính nhân sự, tài bạch thiên tướng chủ viết lách, tài bạch thiên tướng cũng có thể làm trong những ngành nghề liên quan binh nghiệp. Cơ bản là cung tài bạch này kém này. Tiếp theo là cung Phúc Đức này, cung Phúc Đức liêm chinh phá quân này. Phúc Đức mà có liêm chinh phá quân chủ về dòng họ có nhiều người công danh, Phúc Đức mà có phá quân chủ về ly tông tổ nghiệp, lập thân lập nghiệp của phương gia, Phúc Đức mà sinh vợ vượng thì đông đinh đa đinh, Phúc Đức mà ân quang thì thiên quý mổ mà tốt, Phúc Đức mà có tứ linh thì còn nhiều người trong dòng họ là chính trực đứng đắn đàng hoàng, khả năng ăn nói tốt, khả năng lãnh đạo tốt. Đấy, khốc hư cũng là tài năng, thiên quan thì cũng tốt này, lộc tồn có của dư của để, nhưng mà chỉ có điều khi mà con phá quân mà đóng ở cung Phúc Đức thì thường thường là nó phải phá gia trí tử, phá bại tổ nghiệp sau đó mới lập nên. Đấy là cung Phúc Đức này. Tài bạch có thiên tướng địa kiếp thì làm ăn có thể là gian phi, làm ăn có thể liều lĩnh, ban đầu thì được nhưng cuối cùng là cũng mất, tổ hợp cung Phúc Đức nó cũng như vậy. Rồi tiếp theo mời anh chị cung thê, cung thê có triệt thì nói chung là vợ chồng phải xa cách chia ly thì nó mới hợp cách, còn nếu mà ở gần nhau thì phát sinh nhiều sự xung khắc, chồng cũng khá nóng tính, chồng cũng khá cục tính, vợ thì cũng đoan chính, vợ thì cũng đảm đang, chỉ có điều cũng khá là nóng tính, khá là ngang ngạnh, khá là bướng bỉnh, khá là cứng rắn. Đấy, tử vi nó như vậy, tử vi tốt tâm tốt tính, đôn hậu trung hậu, thất sát quyền tinh dũng tinh, thất sát nóng tính cá tính bướng bỉnh, tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát, thích cầm quyền hành, thích điều khiển người khác. Bạch hổ tang môn thì cũng chủ về làm ăn nó nhiệt huyết, phá toái thì ngang ngạnh ngang bướng, sinh mộ vượng thì sức khỏe tốt, ân quang thiên quý thì vợ chồng là ân tình nghĩa nặng, thiên giải ở đây có nguy cơ giải tán. Thiên giải đi vì sao triệt thì nói chung là vợ cộng với cái tổ hợp cung phu thê cung mệnh của lá số này thì vợ chồng nó phải bao dung với nhau thì may ra mới ở được với nhau. Đấy, tượng cung tử tức là thiên cơ thiên lương, nó có nguy cơ con hai dòng. Tượng cung thiên di có tả phù bật nó chiếu vào cung thê, như vậy là rất dễ có từ hai đời vợ trở lên và có con riêng. Rồi vợ có tử sát tướng quân cúc ấn, xem ra là cũng có chức vị, có quyền hành, có cái tầm ảnh hưởng. Đấy, thiên phúc cát này. Cơ bản là cung thê thì vợ đảm đang, đoan chính, đàng hoàng, đứng đắn. À, nhưng chỉ có điều là ngang ngạnh ngang bướng. Đấy, tung thê là tử vi thất sát, đắc tảo phú bật, đắc tam thai bát tọa, đắc lộc tồn, đắc trường sinh, đắc thái tuế, đắc tứ linh. Như vậy là cung thê là tất cả các cái đẹp nó vào cung di, cung phúc, cung di và cung thê rồi. Mặc dù là cung phúc có liêm chinh phá quân, độ rủi ro nó tương đối cao, liêm chinh đào hòa tinh, liêm chinh tù tinh, liêm chinh đi vi thái tuế, nếu làm những ngành nghề liên quan đến luật thì nó không sao, còn nếu mà không thì dễ rủi ro đối mặt với pháp luật, phá quân hung tinh, hao tinh, bại tinh. Đấy, cung thê này. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung phụ mẫu, là số này cung phụ mẫu đẹp. Cung phụ mẫu là đà vô chính diệu đà la độc thủ này, đà la sắc sảo khôn ngoan thông thông minh này, thâm trầm cơ mưu này, cơ mưu quyền biến này, xương khúc đi với khoa học hành thông tuệ giỏi giang, nói về tướng mạo cũng rất là đẹp này. Tiếp theo là gì, nếu mà không được đi học cũng là kiến thức, cũng là trí tuệ hơn người. Đấy là hóa khoa, kiến thức, tri thức, lực sĩ, có sức khỏe, trực phù, ăn ngay nói thẳng.
Rồi tuyệt khá cẩn mật, khá kín đáo, cung phụ mẫu vô chính diệu, khôn ngoan sắc sảo thông minh, âm dương sáng chiếu thì tư chất thông tuệ hơn người. Đặc biệt với cự môn Thái Dương thì tài ăn nói, tài đối nội đối ngoại ngoại giao, cái tài quảng giao rất là tốt. Cung phụ mẫu này khoa quyền lộc như vậy, công danh khoa bảng là đầy đủ cả. Đấy, cung phụ mẫu này vô cùng tốt anh chị nhá. Chỉ có điều là tà gì nhỉ, cung này là Thái Dương gặp linh tinh như vậy là tượng, có cái tượng gì đó, xem ra là cha, cha là thường mất trước mẹ thôi, thường thường thôi. Đấy, cung phụ mẫu rất là đẹp. Tiếp theo cung nô bộc thì sao, cơ nguyệt đồng lương, hội văn xương văn khúc, hội đào hồng hỷ. À, thái âm đi với đào hồng hỷ, mệnh cách lại là điếu khách, đi với sao thai, đi với không kiếp. Đấy, như vậy là mối quan hệ các tình duyên tình ái của lá số này cũng hơi bị lằng nhằng đấy. Tiếp theo văn xương văn khúc này đi với hóa kỵ sẽ dễ xảy ra tranh chấp thị phi các thứ. Tiếp theo đồng âm đi với đại hao hao tài tốn của, một là chi dùng cho các cái mối quan hệ ngoại giao, giao tiếp giao tế để phục vụ trong công việc, cái thứ hai cũng có một chút ngoài luồng, đấy là cái cung nô bộc này. Thiên đồng thái âm bạn bè nhân viên đối tác các thứ là thay đổi liên tục, thái âm thì bạn bè là chơi nhiều hơn làm, hưởng thụ nhiều hơn làm. Rồi thiên hỷ cũng có niềm vui với bạn bè, hao tài tốn của một chút bạn bè, văn tinh bạn bè thông minh tinh ý. Rồi thiên thọ cũng cát này, nhưng mà suy suy đi với đại hao thì mối quan hệ xem ra càng ngày càng đi xuống. Cách cục của cung nô bộc là cơ nguyệt đồng lương, cơ nguyệt đồng lương, hội xương khúc, hội việt, hội khoa, hội đào hồng hỷ. À, cẩn thận các mối quan hệ liên quan người khác giới dễ gây ra xung khắc về mặt tình duyên gia đạo. Âm đi với đồng, đi với đào hồng hỷ. Đấy, thiên đồng nó chủ về ăn uống vui chơi giải trí nhậu nhẹt tụ họp đám đông, thái âm là mặt trăng nó chủ về hưởng thụ, nó chủ về thi thơ ca nhạc họa, đặc biệt đi với đào hồng hỷ xương khúc thì rất có thể các mối quan hệ đi qua đà. Đấy là cái tổ cung nô bộc này. Cung tử tức thiên cơ, thiên lương gặp triệt thì con đầu là hơi vất vả khi sinh hoặc là khi nuôi dưỡng. Đấy, cơ lương ở đây là nam đầu tinh hết, gặp triệt như vậy là biến thành bắc đầu tinh. Bắc đầu tinh thì tượng là con gái nhiều hơn con trai. Đấy, tiếp theo là tấu thư, con cái là khéo ăn khéo nói, con cái là khéo léo hiền lành thiện lương thiện tính. Đầu quân có số lượng cũng ít này, địa giải là mất mát này, thiên tài cũng như vậy này, long đức con cái tốt tâm tốt tính hiền lành. Cung tử tức này là cơ nguyệt đồng lương, hội văn khúc, hội hóa khoa, thiên cơ trí tuệ, thiên lương hiền lành, từ lương cơ bản con cái hiền lành, hiền lành. Còn công danh thì cũng không không thể xác định được, thường cơ lương gặp triệt thì nó chủ về lận đận thôi, còn cụ thể nó lận đận đến đâu thì phải xem trực tiếp, mà trực tiếp những người con của anh thì nó mới ra được. Rồi tiếp theo mời anh chị của cung huynh đệ. Huynh đệ là gì, huynh đệ vô chính diện, chủ về khôn ngoan sắc sảo thông minh, dưỡng ở đây thì dễ có anh em kết nghĩa, nên văn xương học hành thông tuệ giỏi giang, nhưng học đang làm một nẻo lý do vướng con hóa kỵ. Tiếp theo ở đây hình đi với song hao như vậy có hiện tượng mất mát, hóa kỵ đi với thiên hình thì anh em là hay xảy ra xung khắc thị phi, thậm chí là có thể liên quan xô xát, đấy là cái thiên hình. Tiếp theo khôi việt thì thường thường cái anh này không phải là con trưởng, sẽ có anh trên mình là anh trưởng. Đào hồng hỷ cộng với đồng âm đối chiếu thì xem ra chị em gái nhiều hơn anh em trai. Thai phụ phong cáo đi với khôi việt văn xương, như vậy là anh chị em học hành thông tuệ giỏi giang bằng cấp nhiều. Thiên chủ có lộc ăn lộc để, thiên đức phúc đức cũng là thông minh hiền lành đức hạnh. Rồi tiếp theo là đối diện là đồng âm, xem ra huynh đệ nhà mình là cũng rất là đào hoa, thi thơ ca nhạc họa cũng rất là thích văn hóa nghệ thuật, cũng rất là thích giải trí. Rồi cung huynh đệ này là vô chính diệu mà ở đây là có âm dương sáng chiếu, như vậy là anh em trí tuệ thông minh. Nhưng mà xung khắc kết hợp thì vẫn kết hợp được, nhưng mà nó gặp cái sự xung khắc về miệng lưỡi, về thị phi, về điều tiếng một chút thì cần phải bỏ qua cái đấy thì nó sẽ tốt. Tiếp theo cung tật ách, cự môn Thái Dương đi với linh tinh, nó chủ về mắt kém, nó chủ về hay căng thẳng thần kinh. Đấy, bệnh có thể là gen di truyền từ cha, do Thái Dương là chủ ông chủ cha, cự môn là cái miệng, chủ về lời ăn tiếng nói. Cự môn đi với hóa lộc thì hay ăn hay uống mà sinh ra bệnh, khôi việt thì có quý nhân trợ giúp, ốm đau thì gặp thầy gặp thuốc, hóa quyền thì không liên quan này, hỷ thần như vậy, đường nguyệt đức thì tốt, đường phù lâm quan thì không ngại. Tiếp theo là có cái sao kiếp sát ở đây, như vậy tật ách là dễ phải bị mổ bị xẻ, thì hãy cẩn thận cái vấn đề này trong cái vấn đề liên quan đến ăn uống giao tiếp. Đấy là cung tật ách này này. Tiếp theo là gì, cung điền trạch. Điền trạch vô chính diệu, đắc là đắc thiên không, đắc là đắc triệt không. Điền trạch này vô chính diệu, điền trạch lại vô chính diệu, có kình dương ở đây, kình dương tứ mộ phú quý thanh dương, như vậy có thể kinh doanh buôn bán đất đai, nhưng mà gặp con thiên không thì này nhìn thì độ rủi ro rất cao, dễ được dễ mất. Thiên không thì ngôn khôn ngoan sắc sảo thông minh, thêm đào hồng thì có cái duyên kinh doanh buôn bán, nhưng mà gặp con hóa kỵ thì hay diễn ra tranh chấp thị phi trong cái khoản kinh doanh giao dịch đất đai giấy tờ. Đấy là cái khoản này này, y diêu này, đất y diêu này, thai phụ phong cáo này, nhà nhiều bằng cấp này, thiếu dương thiên không này, được rồi lại mất này. Quan phủ ở đây thì cẩn thận bị người ta lừa, tử tử ở đây là có cái của gì kín đáo dấu kín. Đấy, kình dương đi với thiên không thì bạo phát bạo tàn. Nói chung cung điển trạch nó ở mức bình thường anh chị ạ, nó
không rực rỡ cho lắm. Có Khôi Việt thì có quý nhân trợ giúp về mặt tiền trạch. Khôi Việt thì quý nhân trợ giúp về mặt tiền trạch, nhưng mà có Cự Môn, có Hóa Kỵ, có Thiên Hình thì hay xảy ra tranh chấp thị phi, giao dịch giấy tờ dễ nhầm, thậm chí liên quan đến cả kiện tụng một chút. Đấy là cung tiền trạch này. Thực ra cung tiền trạch này nó không đẹp ở cái tổ hợp là số mệnh tài quan này, nó không đẹp. Đấy, lá số này mệnh tài quan, lá số này tốt nhất là không nên đi kinh doanh, chỉ nên làm về cái mảng liên quan đến chuyên môn, liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến quản lý kho lương hậu cần, chợ thuyền bến bãi nhà hàng khách sạn, quản lý hậu phương thôi. Còn đi vào kinh doanh trực tiếp là chết dở ngay, không thể đi vào kinh doanh trực tiếp được với cái người mệnh địa không thân địa kiếp, mà là cái tổ hợp thiên phủ nó chiếu vào đây. Phủ mà gặp không gặp kiếp thì kho lộ kho trống rỗng, tượng là mất hết, không mất do ăn chơi thì cũng mất do bị lừa. Đây là tổ hợp các cái cung của 12 lá số này, tổ hợp 12 cung của lá số này. Tiếp theo để đến các cái đại vận của lá số này, đây 4 đến 13, nhiều gian nan, nhiều vất vả, nhiều sự buồn phiền, chả đi đến đâu vào đâu. Đây là địa không địa kiếp cô thần quả tú, phục bình tàng môn hỏa tinh nó chiếu về. Nói chung đại vận đầu đời cũng gian nan vất vả, trừ phi là bố mẹ mà có điều kiện khá giả thì đỡ hơn, chứ không thì sức khỏe là kém, học hành các thứ nó không được hanh thông thuận lợi cho lắm. Sang đại vận từ 14 đến 23, nói chung học hành cũng không thuận lợi, thậm chí vướng vào mắc vào cái tai tiếng liên quan đến tình duyên tình ái. Đấy là cái đại vận 14 đến 23. Tiếp theo đại vận 24. Đại vận 24 là đại vận 24 là cái đại vận ổn định nhất, tốt nhất trong cuộc đời. Mệnh vô chính diệu đến chữ triệt là một, cái thứ hai nó đắc tam luân, cái thứ ba đắc ân quang thiên quý, cái thứ tư đắc sinh mộ vượng, đắc lộc tồn, đắc tứ linh tử sát, đắc tả phú bật. Đại vận này cơ bản là an yên ổn định cát lành, là cái đại vận 24 đến 33. Đại vận 34 cơ lương, cơ lương thì chủ về vất vả, chủ về suy nghĩ, chủ về lo lắng, chủ về mưu toan, chủ về tính toán, nhưng mà được cái có tấu thư long đức thì nó cũng nói về cái sự ổn định, nó nói về cái sự bền vững, nó không nguy hại lắm. Tiếp theo có văn xương, văn khúc, hóa khoa. Cơ lương tuổi 34 thì mức độ nó giảm rồi, nhưng mà cơ lương thì nó không chủ về công danh, nó chẳng chủ về tài lộc, thế nên mức độ của nó vừa phải, không có gì đáng nói nhiều. Nhưng mà riêng cái đại vận 44 là bắt đầu có làm gì thì làm, phải làm chừa đường lui cho mình. Đại vận này thì công danh này, tài lộc này, mọi thứ là đều dễ trắng tay, đều dễ mất mát. Hạn đến không không kiếp, phủ đi với không không kiếp, đi với cô quả, đi với phục, đi với hỏa, kiểu như là bị lừa kinh doanh buôn bán các thứ, đầu tư góp vốn làm ăn bị người ta lừa, hoặc là các cái vận may thời cơ vận hội nó không đến với mình thì là sẽ bị trắng tay. Tiếp theo cái đại vận 54 cũng là một cái đại vận hai mặt của nó, linh tinh đắc địa, bạo phát bạo tàn. Cự môn thái dương, cự nhật dần thân, quan phong tam đại. Đại vận này là khôi việt, xương khúc, khoa quyền lộc. Nhưng mà cái đại vận này là đại vận thiết không. Ban đầu thì được là được vô cùng lớn, được về công danh, được về tài lộc, được về mọi mặt. Nhưng mà cuối cùng dính vào cái chữ thiên không, kình dương đà la, linh tinh hóa kỵ như thế này, thiên hình như thế này, thì cái những cái năm cuối cùng rất dễ mất. Đấy là cái đại vận 54, cơ bản nó còn sáng sủa, tốt đẹp hơn cái đại vận 44 rất rất là nhiều. Đại vận 54 được, được là được lớn, xong mới mất. Còn đại vận 44 nói chung là kiểu gì cũng mất thôi. Còn cái đại vận 64 thì đại vận tốt, nhưng mà hơi tiếc nó tuổi tác nó cao rồi. Đại vận 64 thì vũ khúc tham lang, tả phủ bật, tam thai bát tọa, tứ linh sinh mộ vượng, giáp mà âm giáp dương sáng. Đại vận cát lành, những cái đại vận tốt của lá số này là 24. Là 64. Toán những cái đại vận nó đến hơi muộn, thế nên là cũng hơi đáng tiếc cho lá số này. Kể nó đến sớm thì nó cũng không bảo đảm cho cái lá số này sự an toàn. Mệnh không thân kiếp, mệnh không thân kiếp thì vô cùng là liều lĩnh, vô cùng là bạo phát bạo tàn. Đấy, thiên phủ đi với địa không địa kiếp thì nó chủ về mất mát. Thanh long thì một cái sao rất là đẹp, một cái sao rất là cát, nhưng mà gặp địa không địa kiếp thì gần như là nó mất hết tác dụng rồi, cũng chả còn cái tác dụng giải hung giải tai giải họa được bao nhiêu. Tiếp theo là mời anh chị vào năm 2022, năm nhâm dần của lá số này, lưu thái tuế và cung tật ách mà có thái dương đi với linh tinh như vậy, tượng của năm nay là căng thẳng đầu óc này, căng thẳng đầu óc. Đấy, có tài lộc công danh năm nay cũng vẫn tương đối ổn, có khôi việt, có lộc quyền, có khoa quyền, lộc xương khúc, nhưng mà năm nay có kỵ, có hình, có cái kình, có đà, nó chủ về gian nan vất vả, linh tinh nó chủ về vất vả, mà vất vả thì phải căng thẳng thần kinh stress rồi, thậm chí còn liên quan đến tranh chấp thị phi kiện tụng, đấy là hóa kỵ đi với thiên hình. Cái thứ hai là lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư, lưu kình, lưu đà, cộng như cộng với cả kình đà nó chiếu vào cung tử tức, như vậy hiện tượng năm nay một là con cái nó có vấn đề trục trặc gì đấy gây ra buồn, cái thứ hai là đệ tử của mình, tức là các cái người giúp việc của mình coi như con ấy, thì người ta lại có cái xu hướng là nó không phục vụ, nó không được tốt lắm cho mình. Đấy là cung tử tức, một là con cái mình, hai là những cái đệ tử ruột, đệ tử thân tín của mình, thì năm nay nó gây ra nhiều sự buồn phiền, nhiều sự tổn thất cho mình. Tiếp theo là tiểu hạn năm dần, đây tiểu hạn năm dần của cung nô bộc.
Tiểu hạn năm dần và cung nô bộc có thiên đồng, có thái âm, nó có đào hồng hỷ, có song hao, có hóa kỵ thiên hình. Như vậy năm nay là hiện tượng là ăn chơi quá đà, gây ra hao tài tốn của, gây ra tranh chấp thị phi, cuối cùng chả giải quyết được vấn đề gì. Đấy là đồng âm đào hồng hỷ đi với song hao, đi với kỵ hình, nó là như vậy. Năm nay không ổn, nói chung bất ổn. Tiếp theo là tuổi 42, tuổi 42 thì vào cung thê, 42 đây, 42 tuổi vào cung thê thì năm cung thê này triệt nó giảm rồi. Như vậy năm nay cái lá số này thực ra cung thê còn ổn hơn cả cái cung mệnh của lá số này, mệnh tài quan lá số này. Thế nên năm nay nên bàn với vợ xem có hợp tác được cái gì không, sẽ có những cái vận may, sẽ có những cái lời khuyên, sẽ có những cái ý tưởng gì đó nó tốt cho công việc, nó hanh thông thuận lợi hơn. Cô vợ này rất đảm đang, còn đảm đang tới đâu, tài giỏi đến đâu phải xem trực tiếp cơ. Cung thê này rất đẹp anh chị nha, vướng mỗi con triệt thôi. Tử vi thất sát phá liêm tham này, tử vũ phủ này, ân quang thiên quý này, tướng quân quốc ấn này, trường sinh này, tứ linh này, tả phù vật này, vân vân. Cung thê này rất là cát, chỉ có điều là có nhiều cái sự hiện tượng là hình khắc chia ly. Đấy, nếu mà quá nóng tính, nếu mà quá cục tính, nếu mà quá tham sân si, nếu mà quá bảo thủ là rất dễ, quá tham vật chất các thứ là rất dễ chia tay. Vẫn có hiện tượng chia tay và có hiện tượng con gì bảo, nhưng cung thê này là một cung thê không xấu. Còn nói về tình duyên là xem ra là nhiều cái sự trục trặc. Nếu mà tự bản thân hai là số này xa cách chia ly thì nó sẽ ở được với nhau, còn nếu mà ở gần nhau thì phát sinh nhiều sự xung khắc, bạch hổ tăng môn phá toái. Rồi là tiểu hạn năm dần là bất ổn này, hao tài tốn của này, thậm chí là mang tai mang tiếng vì người khác giới này, hết sức cẩn thận này, giao dịch kinh doanh buôn bán giấy tờ dễ bị nhầm lẫn, hết sức cẩn thận. Tiếp theo là cái tuổi 42 thì nó cũng tuổi 42 tử vi thất sát tướng quân quốc ấn, cơ bản nó gặp triệt, tướng quân gặp triệt, tướng quân ngồi triệt trước miển, khi ra gặp là giặc mình liền tan thây, thất sát gặp triệt. Mặc dù triệt nó giảm nhưng mà nó không mất sự ảnh hưởng, thế nên năm nay lận đận với công danh, hao tài tốn của. Đấy là cái tượng của năm nay, vừa mới hết cái hạn tam tài xong. Nhưng mà sang cái hạn trực tiếp trong lá số tử vi nó báo hiệu lên một cái sự bất ổn. Đây, tháng 1 cô đơn buồn phiền này, không may mắn gì cả, dễ bị lừa này. Tháng 2 thì còn cát lành, may mắn hanh thông thuận lợi hơn một chút, nhưng vẫn có cái chuyện là trục trặc trì trệ do cái con sao Đà La. Tháng 3 thì lợi về công danh, lợi về tài lộc một chút, nhưng mà dễ dính vào tranh chấp kiện tụng thị phi. Tháng 4 thì sao? Tháng 4 thì làm liều có thể được nhưng cuối cùng cũng mất. Tháng 5 thì vất vả ngủ xuôi tạo ra tài lộc, rất vất vả tháng 5. Tháng 6 thì hao tài tốn của do ăn chơi nhiều. Tháng 7 thì tốt, có quý nhân trợ giúp. Tháng 8 thì tuy vất vả nhưng lợi về công danh, lợi về tài lộc. Tháng 9 rủi ro rất lớn, đầu tư kinh doanh buôn bán hết sức cẩn thận. Tháng 10 ở mức bình thường. Tháng 11 thì lợi về công danh, nói chung là lợi về công danh một chút thôi, nó vẫn vững triệt. Tháng 12 thì họa đào hoa, ký kết hợp đồng giao dịch giấy tờ hết sức cẩn thận, không dễ dính vào tranh chấp thị phi kiện tụng pháp luật. Tháng 12 chủ về hao tài tốn của. Đó là cát hung 12 tháng trong năm 2022 của lá số này. Cơ bản lá số này riêng cái đại vận 44 là cái đại vận cực kỳ bất ổn, đại vận chuẩn bị vỡ nợ, phá sản, đổ bể, thất bại là cái đại vận 44. Mệnh không thân kiếp đến cái đại vận không kiếp như thế này, là hỏa như thế này, thiên mã ngũ hành thuộc mộc cũng không cứu giải được gì. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các lá số tiếp theo.